hôm qua sau sự việc Triệu Tiểu Đường dùng tài khoản phụ đích nhân viên công tác dùng kem đánh răng Ames, còn bản thân dùng kem đánh răng Lãnh Toan Tinh. Hành động này khiến đích thân hãng kem đánh răng Lãnh Toan Tinh phải lên tiếng. Sáng hôm nay, Triệu Tiểu Đường đã dùng tài khoản Weibo chính thức bày tỏ xin lỗi. Đối với lời phát ngôn không được sáng suốt của tôi trên Weibo, tôi xin nhận lời phê bình cũng như góp ý của mọi người. Tôi xin chân thành xin lỗi phía nhãn hàng đã chịu thiệt hại, các thành viên và nhân viên công tác cũng như các bạn đã quan tâm tới sự việc này. Tôi sẽ ghi nhớ mọi thứ ở trong lòng, nghiêm túc kiểm điểm bản thân, nói ít làm nhiều, cẩn thận lời nói và hành động. Chào đón mọi người tiếp tục tới theo dõi giám sát. Tôn Lệ vốn dĩ mang Dương Siêu Việt cùng đóng phim nhưng diễn xuất của Dương Siêu Việt không đạt yêu cầu nên bị phía làm phim loại bỏ. Hiện tại kim chủ của Dương Siêu Việt vẫn đang cố gắng giúp cô ấy. Tin đồn gây xôn xao dạo gần đây về Thái Dương Xuyên Hòa là công ty hỗ trợ rửa tiền, ủng hộ Hong Kong độc lập liên quan đến Sun City và cung cấp tiền cho Cảng Khuyên. Sau đó, Angela Baby và Châu Đông Vũ nối gót nhau chấm dứt hợp đồng với Thái Dương Xuyên Hòa. Có người nghi ngờ rằng hai người này nghe phong thanh nên biết trước, còn có quan điểm cho rằng các cô ấy rời đi vì rửa tiền. Châu Đông Vũ còn dính vào tranh cãi nhận được cát xê 109 triệu NDT sau khi đóng một bộ phim. Huỳnh Hiểu Minh cũng rút vốn khỏi công ty. Dương Tử và Lý Hiện sẽ làm khách mời trong bộ phim Thần Ái Chí Ái, nhưng cả hai từ chối buộc CP, cho nên toàn bộ tin tức liên quan đến CP của cả hai bị gỡ. Happy Kem tập phát sóng tối qua với chủ đề Bạn ơi hãy đứng vững, nhằm chọn ra một thực tập sinh trong số 8 công ty lớn làm khách mời thường trú 12 tập của show. Chương trình đã ghi nhận mức rating là 0.44, thấp nhất trong 23 năm phát sóng của chương trình. Nhóm marketing của Châu Đông Vũ làm việc rất hiệu quả, cơ bản không để xảy ra sai sót. Trong giới có rất nhiều nữ nghệ sĩ muốn có được đoàn đội marketing của Châu Đông Vũ, nhưng Châu Đông Vũ rất hào phóng, đối xử với mọi người rất tốt, vì thế nhóm một lòng đi theo cô ấy. Số người follow trên Super Topic Weibo của Thái Tử Khôn đã vượt 10 triệu, Thái Tử Khôn cũng trở thành nghệ sĩ đứng đầu về số lượng follower trên Super Topic. Vương Nguyên được các đơn vị hợp tác yêu thích bởi vì độ phối hợp cao lại không đưa ra những yêu cầu quá đáng. Tiêu Chiến tháng 8 tiến đoàn phim đề tài chính kịch. Lý Dịch Phong muốn nhận một bộ do Hoa Sách sản xuất, phía Hoa Sách muốn sắp xếp cho Ngô Thư Hân tham gia, nhưng cô ấy lại bị mắc kẹt với IQIYI, kết quả bộ phim này chỉ có thể rằng co không quyết. Phim Giữa Mùa Hạ Trời Đầy Tim, Ngôi Nhà Hạnh Phúc do Hứa Ngụy Châu và Dương Siêu Việt đóng chính đã qua thẩm duyệt, đang chờ sắp xếp phát sóng, sớm nhất là cuối tháng 7 lên sóng. Baby đã một thời gian dài không quay phim, đoàn đội vẫn hết sức tìm kiếm kịch bản cho cô ấy, có một bộ phim đã liên hệ mời cô ấy diễn nữ phụ. Những người ham mê trào lưu ở nơi nào, Bạch Kính Đình sẽ tham gia làm khách mời. Chương trình còn có sự tham gia của Ngô Diệp Phàm và Ngô Kiến Hào làm nghệ sĩ thường trú. Sáng 2 vừa kết thúc, chưa lâu Cụt đã chuẩn bị cho mùa tiếp theo. Người khởi xướng mùa sau Cụt muốn mời một hoa đán đảm nhiệm. Chương trình đang tiếp xúc với cả Dương Mịch và Baby, hai người đều có ý muốn nhận mùa sau là bản nam. Trương Tân Thành và Đàm Tùng Vận hiện tại đều có phim riêng đang quay, trọng tâm của hai người vẫn là sự nghiệp. Sở dĩ đẹp đôi là vì trong tiết mục hai người có hỗ động, những bản thảo sau này liên quan đến hai người đều là vì nhiệt độ của tổ tiết mục, mà phim Đợi Truyền Bá của hai người cũng không có tuyến tình cảm. Trương Tân Thành sau này phát triển càng ngày càng tốt, tài nguyên phim trong tay thật không tệ. Đặng Luân và Dương Mịch bất hòa, nếu bất hòa thì mới đây ở Trốn Thoát Khỏi Mật Thất đã không như thế, quan hệ của bọn họ rất tốt. Vương Nhất Bác đã xác định tham gia Lạc Dương từ rất sớm, trên cơ bản không có biến động, nhưng Tống Thiến Kỳ thật vẫn chưa ký hợp đồng, trước mắt còn đang xem xét. Đoàn đội cũng tiếp xúc với bộ phim này từ rất lâu, cách ngày khai máy còn một quãng thời gian. Tuy nhiên Lý Nhất Đồng cũng có tiếp xúc với bộ phim này, nhưng không phải đội đầu tiên tiếp xúc với đoàn phim. Nhân viên trước kia bịa đặt Trịnh Sảng tự ý bán đồ đạo cụ của chương trình đi, đã xóa Weibo và chạy trốn rồi.